Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Thưa quý vị, cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo Iskander của nước này bắn trúng tổ lái hệ thống tên lửa phóng loạt của lực lượng vũ trang Ukraine ngay tại thành phố Kharkov. Đoạn video được ghi lại từ máy bay không người lái theo dõi chiến trường. Trước đó, trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm pháo binh Ukraine ở quận Shevchenko của thành phố Kharkov, gần một trung tâm mua sắm Cuộc tấn công ngay lập tức được các đơn vị Nga triển khai thực hiện. Đoạn phim cho thấy tên lửa Iskander của Nga đánh trúng vào điểm có hai xe tên lửa phóng loạt và một xe hộ tống đang đỗ của phía Ukraine. Hậu quả của cuộc tấn công là toàn bộ thiết bị của phía Ukraine bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ kíp lính điều khiển phương tiện cũng tử vong tại chỗ. Phía Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống Vampire do Séc sản xuất và hệ thống Burevi, một biến thể của tên lửa phóng loạt, được Ukraine cải tiến lại từ nguyên mẫu Tatra của Séc. Những bức ảnh sau đó xuất hiện từ địa điểm bị tấn công, cho thấy tên lửa nằm rải rác xung quanh. Quân đội Nga ở khu vực biên giới với Ukraine đã tiêu diệt một thành viên của đội súng cối có biệt hiệu Chicha. Các phóng viên quân sự của kênh Telegram Mùa Xuân nước Nga đăng tải tin này. Theo đó, đơn vị quân bị tấn công có thành viên thiệt mạng, phần lớn là những kẻ chạy trốn khỏi Nga và gia nhập hàng ngũ lực lượng Ukraine. Các phóng viên quân sự dẫn tuyên bố của Tổng cục Tình báo Ukraine cho hay, trong chiến dịch của Nga, một thành viên của đội súng cối là Chicha đã thiệt mạng. Theo phía Ukraine, tay súng phản bội này đã bị tiêu diệt ở biên giới. Các quân nhân thuộc nhóm Ukraine cũng đã hứng chịu hỏa lực pháo binh của các binh sĩ lực lượng vũ trang Nga. Một yêu cầu đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Nga. Tại thời điểm công bố, bộ này không bình luận về thông tin trên. Ukraine đang tấn công định kỳ khu vực biên giới giáp Nga. Những kẻ phá hoại đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga, nhưng liên tiếp bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng vào tháng 3 vừa qua, chỉ trong một tuần, có tới 3.000 binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine bị loại khỏi vòng chiến khi tham gia các đợt tấn công biên giới. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga hôm 5 tháng 4 đã thực hiện một nỗ lực táo bạo nhằm tấn công Chasovia. nhiều đó, họ đã tiến vào được vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Lực lượng Ukraine đang gấp rút chuyển quân dự bị để chấn giữ tuyến phòng thủ. Những ngày quyết định đã đến. Kênh SGS đưa tin, chiến dịch giành quyền kiểm soát Chasovia đang được Moscow giáo giết tiến hành. Tại phía nam của tiểu khu Kanan, quân đội Nga đang di chuyển xuyên qua khu rừng. Ngay trong tiểu khu cũng xảy ra đọ súng trong những tòa nhà cao tầng. Như vậy là quân Nga đã tiến vào đô thị. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng của họ đánh vỗ mặt thẳng vào trung tâm chứ không đi đường vòng. Bên cạnh đó, tại Đông Bắc, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Danoka đồng thời cũng dọn sạch khu vực rừng phía Đông Bắc tiểu khu Kanan. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công quy mô lớn vào các địa điểm triển khai quân sự, năng lượng và lính đánh thuê của Ukraine trong tuần qua để trả đũa những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến lược trên tiền tuyến và đẩy lùi 15 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến đối phương mất hơn 2.110 binh sĩ và 146 hệ thống vũ khí trong tuần qua, ở thành phố Abdivka, tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành quyền kiểm soát thị trấn Vodiane và đang tiếp tục tiến công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và khí tài đối với 6 lữ đoàn Ukraine ở Abdivka và đẩy lùi 39 cuộc phản công của đối phương từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Tổn thất của Ukraine ở khu vực trong tuần qua lên tới 1.695 binh sĩ, 3 xe tăng, 15 thiết giáp, 23 xe cơ giới và 19 khẩu pháo ra chiến. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, Nga cho biết quân đội Ukraine tuần qua chịu thương vong khoảng 270 binh sĩ, mất 2 thiết giáp, 22 xe cơ giới và 13 khẩu pháo ra chiến. Trên hướng tỉnh Kherson, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 14 khẩu pháo ra chiến và 19 xe cơ giới của đối phương. Thứ trưởng nội vụ Ukraine Oleksandr Serehinev hôm 5 tháng 4 cho hay, Số vụ tập kích gia tăng trong tháng 2 và tháng 3. Đối phương chủ yếu sử dụng bom dẫn đường và máy bay không người lái UAV nhắm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông cho biết chỉ trong 3 tháng đầu năm, Nga đã tiến hành tổng cộng hơn 30.000 vụ tập kích vào lãnh thổ Ukraine, gần bằng một nửa tổng số cuộc tấn công trong năm 2023. Kể từ đầu xung đột, hơn 217.000 cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do bị Nga nhắm mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga đã nhiều lần triển khai các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine từ đầu xung đột, sau số vụ tấn công tăng mạnh gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 4 cho biết, Moscow đã sử dụng 3.000 quả bom dẫn đường, 400 tên lửa và 600 UAV tự sát kiểu Shahed để tấn công nước này chỉ riêng trong tháng 3. Một số nguồn tin thông báo với hãng thông tấn TASS rằng vào cuối năm nay, xe tăng T-14 Armata có thể được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các cuộc kiểm tra cấp nhà nước và quân sự được tiến hành thành công. Một trong những nguồn tin của TASS cũng xác nhận, Amata hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Nếu hoàn thành cuộc thử nghiệm này, xe tăng Amata có thể được quân đội Nga tiếp nhận trước cuối năm 2024. Theo nguồn tin của TASS, việc thử nghiệm các hệ thống và cơ chế trước đây từng bị chỉ trích đang được đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng họ chưa có xác nhận chính thức về dữ liệu này. Truyền thông Kiev nói rằng ý tưởng đưa quân phương Tây vào lãnh thổ Ukraine dường như đã làm nổ ra tranh cãi giữa lãnh đạo Pháp và Đức, hai thành viên chủ chốt của NATO. Ukrainska Pravda đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như đã bày tỏ sự bất bình trước ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức dường như đã cáo buộc ông Macron cố gắng kéo mọi người vào Thế chiến thứ ba và đề nghị cuộc trao đổi dừng lại vì ông phản đối ý kiến trên vì vậy sẽ không thể có sự thống nhất về vấn đề này ông macron dường như đã chuẩn bị cho điều này và phản ứng khá mạnh mẽ trước tuyên bố của ông schol tổng thống pháp cho rằng lá phiếu của thủ tướng đức sẽ không có tính quyết định ông macron khi đó dường như nói rằng pháp mong muốn tìm kiếm các quốc gia ủng hộ cho ý tưởng này nhưng không bao gồm đức phát biểu của tổng thống pháp đã gây ra ý kiến trái chiều trong khối nato nhiều quốc gia chủ chốt như mỹ đức đã công khai bác bỏ khả năng đưa quân đến ukraine vì lo ngại xung đột với nga leo thang Tuy nhiên, có một số quốc gia thành viên khác của Liên minh cũng bỏ ngỏ việc ủng hộ phương án. Cũng theo Ukrainska Pravda, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương, Olga Stefansnitsia, cho biết, tất cả đồng minh đều ủng hộ quyết định mời Ukraine tham gia NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, ngoại trừ Mỹ và Đức. New York Times đưa tin, Mỹ và Đức không thay đổi quan điểm trong việc mời Ukraine gia nhập NATO, nên điều này sẽ không xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7 tới đây. Theo bà Stefania, các vấn đề liên quan đến Ukraine đều do Kiev quyết định. Bà nhấn mạnh rằng, đối với Ukraine, vấn đề mới tham gia NATO đã nằm trong chương trình nghị sự, và nó sẽ nằm trong chương trình nghị sự miễn là cần thiết trước khi quyết định này được đưa ra. Theo Phó Thủ tướng Stefania. Mỹ và Đức bày tỏ hoài nghi về việc mời Ukraine gia nhập NATO, bởi đây không còn chỉ là đối thoại mà là một quyết định thực sự. Theo hãng tin Reuters, ngày 4 tháng 4 giờ địa phương đưa tin, thống đốc vùng Murmansk của Nga, Andrei Chibis, vừa bị một kẻ lạ mặt ám sát hụt bằng dao. Điện Kremlin thông báo, hung thủ đã cầm dao trà trộn vào dòng người có mặt ở một tòa thị chính cùng ông Chibis, chờ đợi thời cơ và lao vào đâm vị này. Nghị sĩ Alexander Kistin cho biết thống đốc Nga đã được một thành viên vệ binh quốc gia cứu mạng. Người này đã bắn chỉ thiên cảnh cáo trước khi bắt kẻ tấn công, không chế hắn. Không lâu sau cuộc tấn công, kênh Telegram của ông Chibis đã đăng đoạn video cho thấy ông nằm trên giường bệnh viện sau khi được phẫu thuật. Cơ quan y tế vùng Muramansk cho biết tình hình của ông Chibis vẫn đang nghiêm trọng và ông cần được chăm sóc chuyên sâu hơn. Ủy ban điều tra Liên bang Nga CPK cho biết kẻ tấn công cũng đang được chăm sóc y tế. Người này có một tiền án về hành vi gây thương tích nhẹ. Thông báo của CPK cho biết, trong quá trình thẩm vấn, đối tượng giải thích lý do tấn công là vì ông không thích vị thống đốc, dù ông ta khẳng định không hề quen biết ông chỉ biết. Hiện cơ quan này đã yêu cầu việc giám định tâm thần cho hung thủ.